chào đón thánh linh của Chúa. Ngài làm thầy giáo lớn để dạy dỗ chúng ta, thì giờ này theo ý của Chúa, không theo ý của chúng con. Xin Chúa thánh linh dùng môi miệng của con để chia sẻ cái YouTube này, để cho nhiều những bậc làm con báo hiếu với cha mẹ mình, để Chúa Cha vui lòng trên đất với mỗi người chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa thánh linh ơi, xin thăm viếng chúng con, thì là người nói người nghe đều được phước. Cảm ơn ông bà anh chị em đã vô nghe YouTube này. Xin giới thiệu YouTube này cho nhiều người khác để chúng ta cùng thảo luận và nghe lời Chúa cùng với nhau. Chủ đề ngày hôm nay là lời khuyên cho những người con để đối xử cùng cha mẹ mình. Chúng ta biết đấy, hồi xưa khi mà tôi nghe thấy những người chia sẻ lời Chúa, người ta gọi là đạo tiên lành đó, thì tôi nghe thấy nhiều ông bà nói ôi đạo đấy là bỏ ông bỏ bà, dụ dỗ, và tôi cũng hơi bị dị ứng với những người xưng là đạo tiên lành. Nhưng sau khi mà tôi có cơ hội rất là nhiều năm qua, thì tôi đời sống rất là khó khăn vô cùng, rồi cuối cùng tôi có cơ hội nghe một người cơ đốc nhân chia sẻ phúc âm cho tôi, và tạ ơn Chúa là sau này tôi được đọc lời Chúa, thì tôi thấy là không phải là đạo bỏ ông bỏ bà, không phải là đạo bất hiếu, nhưng mà cảm ơn Chúa, điều Chúa nói với chúng ta là phải hiếu kính cha mẹ. Ở trong Ephesô câu đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 4, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hỡi hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Thì chúng ta biết được rằng là lời Kinh Thánh vừa rồi tôi đọc là Chúa dạy chúng ta là phải hiếu kính cha mẹ mình ở trên đất. Khi mà cha mẹ mình qua đời rồi thì mình không còn cơ hội nữa rồi, bởi vì linh hồn đã lìa xác và xác thì về đất và linh hồn về trời rồi, cho nên là không có cha mẹ nào mà quay về với chúng ta cả. Nhưng mà cái khi ngày hôm nay chúng ta học là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi khi ngươi còn có cơ hội ở trên đất này. Và chúng ta biết được đấy là cha mẹ là đứng sinh thành chúng ta, mà nếu chúng ta không hiếu kính cha mẹ chúng ta thì chúng ta hiếu kính ai được. Chúa biết là con người chúng ta thật là muốn làm theo ý riêng của mình, cho nên Chúa mới cho chúng ta cái đại mệnh lệnh và nói rằng là khi mà chúng ta sống ở trên đất này mà chúng ta hiếu kính cha mẹ chúng ta đấy, thì kèm theo lời hứa Thượng Đế hứa với chúng ta. Và trong Kinh Thánh đã hứa với chúng ta là nếu chúng ta hiếu kính và đầu phục cha mẹ và báo hiếu cha mẹ mình ở trên đất này, thì lời hứa kèm theo là chúng ta sẽ được sống lâu, may mắn trên con đường mình, thịnh vượng và thành công, và chúng ta được Chúa ban phước ngay gia đình chúng ta. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa biết chúng ta không muốn làm điều đó, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng đứng sinh thành chúng ta mà chúng ta không muốn báo hiếu thì chúng ta đối xử tốt với ai? Cho nên Chúa đã yêu thương chúng ta và Chúa đã đặt cho chúng ta ở trong 10 điều răn, thì Chúa cũng nói là hãy hiếu kính cha mẹ mình. Đó là đại mệnh lệnh mà Chúa nói chứ không phải là con người nói. Cho nên khi mà chúng ta hiếu kính cha mẹ chúng ta là khi cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta lớn lên, thì chúng ta làm được những cái gì cho cha mẹ mình ở trong nhà, chúng ta nấu cơm, chúng ta rửa chén, chúng ta dọn dẹp nhà cửa để cho cha mẹ chúng ta nhẹ nhàng đi được phần nào. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta làm việc nhỏ, khi chúng ta lớn thì chúng ta làm việc lớn. Khi chúng ta có gia đình rồi thì chúng ta cũng vẫn quay lại để mà thăm hỏi, để mà nuôi dưỡng gia đình ba mẹ chúng ta tuổi già. Tại vì khi ba mẹ chúng ta còn trẻ thì ba mẹ chúng ta cả cuộc đời cũng cho chúng ta mức ăn mức ngủ cho chúng ta, và khi mà đi làm cực khổ cũng mang tiền vô mua sữa mua tã cho chúng ta, lo cho chúng ta cho đến khi chúng ta trưởng thành là một người lớn vẫn còn lo cho chúng ta, chưa bao giờ bỏ chúng ta. Trẻ thì chúng ta lo theo kiểu trẻ, nhưng lớn thì chúng ta lo theo kiểu lớn, nhưng già thì cha mẹ chúng ta vẫn lo cho chúng ta như kiểu già. Cho nên không có ai mà lo cho chúng ta bằng người cha mẹ chúng ta, bởi vì chính chúng ta là khúc ruột đẻ ra từ trong bụng mình, thì cha mẹ chúng ta là người thương chúng ta nhất. Cũng có thể chúng ta gặp được có những cha mẹ mà không có biểu lộ ra tình yêu, không có ôm, không có bồng, không có hôn, không có lộ ra những cái tình yêu để trong lòng thôi. Có thể cha mẹ chúng ta không biết cái cách mà dạy con, không biết cái cách mà nói những lời khích lệ yêu thương con, không có biết cái cách. Nhưng cha mẹ chúng ta vốn là người đẻ chúng ta ra, dù sai bao nhiêu, dù không đúng bao nhiêu, dù như thế nào cũng là người sinh thành chúng ta. Cho nên chúng ta, phần của chúng ta không chọn được là chui vào bụng của ai để ra đời. Chúng ta không chọn được
ông A bà B nào đó làm cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta đã chui ra từ bụng của cha mẹ chúng ta, thì cái phần còn lại của chúng ta, cha mẹ chúng ta đã bồng ẩm chúng ta từ nhỏ, nếu không cho chúng ta bú sữa từ nhỏ chúng ta chết rồi, nếu cho chúng lớn lên mà không cho chúng ta ăn uống thay tã lo cho chúng ta thì chúng ta cũng chết mất. Cho nên cái công khó của cha mẹ thì con cái không bao giờ trả nổi, không bao giờ trả nổi. Khi chúng ta có con cái cá nhân rồi thì chúng ta mới hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ, thì lúc đó cha mẹ tóc bạc rồi. Cho nên mỗi một ngày khi mà chúng ta gần cha mẹ chúng ta mà tóc chưa bạc, cha mẹ chúng ta tóc cũng chưa bạc và chúng ta chắc tóc cũng chưa bạc, thì hãy mau mau báo hiếu với cha mẹ mình. Báo hiếu là làm những gì nho nhỏ cho cha mẹ mình khi mình còn ở trong nhà với cha mẹ mình. Khi mà tôi đang làm YouTube này, con tôi nó lấy cho tôi một ly nước, đó là báo hiếu cho tôi. Khi tôi đang làm YouTube đây, con tôi đã im lặng ở ngoài kia vì nó biết mẹ cần cái không gian yên tĩnh. Đó là khi nó cố gắng trong sự học hành không để cho tôi phải nhắc nhở, đó là báo hiếu cho tôi. Khi nó làm mọi đủ mọi thứ tốt cho cá nhân cuộc đời của nó, đó là báo hiếu cho tôi. Bởi vì nó không muốn mẹ phải là lo lắng trong vấn đề học hành, nhắc nhở trong vấn đề học đàn, nhắc nhở trong vấn đề học tiếng Hàn Quốc như thế nào. Tôi cảm ơn Chúa, con tôi nó tự làm hết tất cả, lên kế hoạch, lên thời khóa biểu, nó tự làm hết và nó tự học hành hết. Nhưng mà đó là phước vô cùng, tôi có một người con như vậy. Nhưng mà tôi biết được rằng tôi đã bỏ công ra để dạy dỗ giáo dục con tôi rất là kỹ, thì cái đó là cái trái mà tôi được nhận sau khi con tôi lớn lên. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, nếu khi mà mình muốn, bởi vì Chúa nói là con cái là gia tài mà Chúa ban chúng ta, thì chúng ta phải đầu tư cho cái gia tài đó thì mới phát triển, nó mới lớn lên được. Và đây tôi muốn nói là cái vấn đề mà làm con phải hiếu kính cha mẹ, có thêm, có lời hứa kèm theo, đó được sống lâu, may mắn trên con đường mình và có sức khỏe và được phước ngay ở trên đất này. Cảm ơn Chúa là Chúa biết công khó của chúng ta. Khi chúng ta đã chọn báo hiếu và hiếu kính và yêu mến cha mẹ chúng ta, cũng có thể là cha mẹ chúng ta không dễ thương, cũng có thể cha mẹ chúng ta làm bầm, cũng có thể cha mẹ chúng ta bị bệnh, cũng có thể đẻ ra một trong gia đình nghèo khó, cũng có thể bao nhiêu là bao nhiêu khó khăn. Nhưng Chúa không có nói với chúng ta rằng nếu cha mẹ chúng ta tốt với chúng ta thì chúng ta mới tốt với cha mẹ. Chúa không có nói như vậy. Chúa nói là hãy hiếu kính cha mẹ các ngươi, coi như là làm cho ta đi, coi như là làm cho Chúa đi. Thế vậy là ai là người trả công khó? Chúa, bởi vì Chúa nói là có lời hứa kèm theo. Chúa là cái người mà trả công khó cho ông bà anh chị em và tôi. Cho nên cảm tạ Chúa vô cùng. Đừng để cho cái vấn đề báo hiếu cho bố mẹ hai bên mà làm cho vợ chồng chúng ta đau lòng với nhau. Nội ngoại hai bên, cái vấn đề mà nội ngoại hai bên là phải cho tiền hai bên là làm cho con ở giữa nó đau lòng và nó nhức đầu và nó mệt mỏi vô cùng. Nó nói là tôi ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, tại sao tôi phải là lo cho gia đình chồng mà lo cho gia đình ngoại. Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta có phải lo báo hiếu chu cấp thì cũng là một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái công khó của chúng ta khi chúng ta báo hiếu nội ngoại hai bên á, thì cái đấy làm gương cho con cháu chúng ta sau này, nó cũng chính báo hiếu chúng ta khi chúng ta công khó của chúng ta, Chúa sẽ chu cấp, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta lại. Cho nên khi cha mẹ chúng ta đã bỏ hết cả cuộc đời tuổi xuân của mình nuôi chúng ta cho đến khi về già mà không còn được con cái báo hiếu hay không còn được thăm hỏi nữa, thì hỏi ông bà anh chị em nó đau lòng như thế nào. Cho nên Chúa biết điều đó mà Chúa đã phải cho vô cái điều răn là phải hiếu kính cha mẹ để các ngươi được may mắn sống lâu, được phước trên con đường mình. Đó là chính Chúa bảo đảm, chính Chúa sẽ báo đáp lại cho con, những bậc làm con cái mà báo hiếu. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh chị em hãy làm trách nhiệm trong tình yêu thương của Chúa mà báo hiếu với cha mẹ mình khi mình còn có cơ hội ở trên đất này. Tôi cảm tạ Chúa vô cùng. Tôi là sinh ra một gia đình rất là khó khăn nghèo khổ, nhưng mà trong tôi là một người rất là hiếu kính cha mẹ, rất là yêu mến cha mẹ tôi. Và khi mà tôi lấy chồng thì tôi xác định á, là tôi lấy người đàn ông nào á thì người đàn ông đó là phải yêu thương cha mẹ của mình và báo hiếu với cha mẹ của mình. Và đương nhiên là phải báo hiếu với cha mẹ của tôi rồi, và yêu thương cha mẹ của tôi rồi, có nghĩa là lấy tôi là phải lấy cả gia đình tôi. Tôi rất là có hiếu kính cha mẹ tôi. Thì tôi tạ ơn Chúa khi mà tôi lấy người chồng của tôi á, thì anh ta cũng rất là hiếu kính với cha mẹ anh ta. Cho nên lúc trước đây tôi chưa tin Chúa thì tôi hay bị ganh tị lắm ông bạn chị em ơi. Nhưng sau khi tôi tin nhận Chúa rồi, tôi đọc lời Chúa rồi, tôi biết là điều này là phước.
Cho nên tôi tạ ơn Chúa, tôi amen cùng với chồng tôi. Mỗi khi chồng tôi hiếu kính báo hiếu cha mẹ chồng tôi đều amen. Và mỗi khi mà tôi muốn báo hiếu hiếu kính cha mẹ tôi thì chồng tôi cũng amen. Và tôi tạ ơn Chúa điều đó. Và thật là nhanh chóng vô cùng, tuổi tôi năm nay mới có 51 thôi, nhưng mà tôi đã được con gái tôi là 31 ở bên Úc báo hiếu với tôi rồi. Và hai đứa con của tôi cũng là đã là báo hiếu với tôi rồi. Tôi rất là hạnh phúc vô cùng. Vì những gì mình cho ra coi như là mình gieo hạt giống tốt thì mình sẽ mọc lại trái tốt, và chính mình sẽ được hưởng, ông bà anh chị em ạ. À, cho nên tôi còn trẻ nhưng mà tôi tạ ơn Chúa, tôi đã được hưởng những cái tôi chưa ra tóc bạc, nhưng mà con tôi đã báo hiếu với tôi rồi. Tôi thật là tạ ơn Chúa điều này. Và tôi khích lệ tất cả những người con ở ngoài kia, cha mẹ anh chị em còn sống, hãy báo hiếu với anh chị em mình ngay bây giờ, báo hiếu với cha mẹ mình ngay bây giờ, đừng để mọi thứ muộn thì không còn cơ hội nữa. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh chị em, Chúa có mắt ở trên nước thiên đàng, nhìn xuống trái đất này và nhìn thấy tất cả mọi người của chúng ta khi chúng ta làm việc. Chúa nhìn thấy hết, Chúa nhìn thấy công khó của ông bà anh chị em ở trên đất này sống như thế nào. Một lời chưa ra khỏi môi miệng của chúng ta thì kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết chọn hết rồi. Cho nên con mắt của Chúa bao phủ chúng ta không đi đâu xa thần Chúa, trốn đâu khỏi mặt Ngài được. Cho nên hãy đầu phục Đức Giê-hô-va trong tình yêu thương của Chúa và báo hiếu với cha mẹ mình ngay bây giờ khi mình còn có cơ hội. Amen. Và chính Chúa sẽ ban phước và sẽ trả lời sự cầu nguyện của bà anh chị em, sống lâu may mắn được phước trên con đường mình. Đó là lời hứa của Chúa khi ông bà anh chị em và tôi cảm báo hiếu với cha mẹ mình ở trên đất này ngay lúc này. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em thì giờ này. Và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng thần đoàn của Ngài mang bệnh tật của chúng ta đi. Cho nên thì giờ này tôi xin phép được cầu nguyện cho bà anh chị em. Chúa nói hỡi, đặt tay lên kẻ đau tức được lành. Đó là lời hứa của Ngài. Cho nên thì giờ này ông bà anh chị em đau ốm ở chỗ nào, chúng ta chỉ cần đặt tay vào nơi đó và khi mà tôi cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho ông bà anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa về sự ân điển của Ngài. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ, chỗ đau của ông bà đang đặt tay nên ta ra lệnh cho tất cả những cơn đau này phải lui ra khỏi thân thể của ông bà anh chị em ngay lập tức thì ở này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Và ta tuyên bố sự phục hồi trên thân thể của ông bà anh chị em ngay lập tức lúc này, trong danh quyền năng Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, mọi vinh hiển đều quy về danh thánh của Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ biết ơn Chúa. Chúa ơi, Ngài đặc biệt thăm viếng tất cả những người làm con của chúng con, để chúng con báo hiếu với cha mẹ mình khi còn có cơ hội, cũng giống như đại mệnh lệnh Chúa nói, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để các ngươi được sống lâu và may mắn trên con đường mình. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, xin Chúa thăm viếng tất cả những người con ở ngoài kia, để chúng con amen để hiếu kính cha mẹ mình khi còn có cơ hội. Con cảm tạ Chúa, mọi vinh hiển chúng con đều quy về danh thánh của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ông bà.